chào Pì Nọng. Mời Pì Nọng xài tỏn trồng chương trình tạp chí Dân tộc và Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trang chương trình truyền hình bạn tiện tài nung văn này, mì bại nội dung chính lăng. Tỉnh Bắc Cạn khảo sim headline chính sách dân tộc. Bẻng lầy của Pì Nọng cần tài xứ Bắc Cạn. Khai quán chương trình, mời Pì Nọng xài trồng phấn tin đảng khảo sim trang bại văn ngám quá. Thưa Pì Nọng, Quốc hội khỏa tái xếp hạ, đại khai tập trung tăng kỳ. Lăng song pi mềm bại dương lóa của bình lá COVID xếp cầu. Lai bài họp của Quốc hội, leo khay bằng trực tuyến, lự trực tuyến các 6 trực tiếp. Tỉnh cả bài họp tại Sam Quốc hội khỏa tái xếp hạ, đại khai trang xếp cầu vằn, tứ vằn nhì xếp Sam bơn hạ, thân vằn xếp hốc, bơn hốc, vi song xiên nhì xếp nhì. Dù khai mạc bài họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phối cả. Bài họp tại Sam Quốc hội khỏa tái xếp hạ, đại khai lăng bền công đây nhạc của hội nghị trung ương hạ khỏa tái xếp Sam, 6 lai việc hết cần diếu tối 6 hết kinh tế xã hội, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, hết đây yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ bây khẩn của đi nước. Trang chương trình bài họp, Quốc hội sẽ ngồi xét quyết định mở ao chèn óc xe hết hạ dự án tàng bê tèo cần diếu, tỷ lệ tàng vành đai xí, búng thủ đô Hà Nội, tàng vành đai Sam thành phố Hồ Chí Minh, tàng cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tàng bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, tàng bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng. Nảy sai lấy bại dự án cần diếu thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dùng bại thình chèn bổn bện chèn ngân sách trung ương, ngân sách tỷ phương, bổn đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn, đã đẩy Quốc hội quyết định vạ gói kích thích kinh tế. Bại dự án bay khảo hết việc sẽ mì ý nghĩa cần diếu xe hết kinh tế xã hội của đất nước, trang búng và của bại tỷ phuông. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn ngáng khai lệ công bố xã Yên Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới Pi Long Xiên nhì xếp S. Dù buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Pi Nọng bại dân tộc xã Yên Thịnh, xã nâng dú trang bại xã an toàn khu đã đẩy công nhận lè xã nông thôn mới. Mị đại dương nảy lè nhòm sim sẩy đoàn kết S sim của tập thể và Pi Nọng dú nảy. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sáng cả, xã cần khảo sim hết đây mở son cả Pì Nọng nảo niệt hết nềm phong trào nông thôn mới. Hết kim đây, chuyển tối bại thình con nắm tua cố liện, các hạt xa tí khai ổn tình hưng lì. Thuông bài này, thờ ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Đăng Bình đã trao cờ thi đua của Chính phủ hử xã Yên Thịnh. Đồng chí Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ngắm chủ trì bài họp khai ngòi mở việc chắp sạp hử tuần lễ du lịch di sản văn hóa ba bể Pi Long Xiên nhì xếp nhì, các 6 lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Cạn. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sáng cả bại đơn vị cần hết khoái hết xong bại phấn việc nhang tèo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hết xong lịch hết việc khai ban hành phối đăng rú tình báo đài TV có 6 chương trình fan chip du lịch Bắc Cạn. Đồng chí sáng cả Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, cần chắc lọ mưa sổ cần hơ tham gia, khai chắp sạp bại dương cần diếu tổn tiếp. Sở Thông tin và Truyền thông, soạn thảo văn bản tuyên truyền, thông cấp huyện, cấp xã, bại cơ quan báo chí, thông tin hử lai like cần chắc mưa sự kiện này. Huyện Ba Bể các 6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, khai hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch. Tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể Pi Long Xiên nhì xếp nhì và lễ tổn nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Cạn sẽ đẩy khai tứ vằn sau san thân vằn sau hốc bơn hốc Pi Long Xiên nhì xếp nhì rú huyện Ba Bể. Ngắm quá đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phê hết việc ngòi mửa hết nềm bại chính sách hưa tròi. Học sinh và bại trường phổ thông rú xã, ết lại bại xã chăn khó khăn. Nèm quyết định sổ S3 xếp hốc Pi Long Xiên xếp hốc của Thủ tướng Chính phủ, rú huyện Bắc Nẵm. Rú bày hết việc, huyện Bắc Nẵm cạ khẩn Ủy ban nhân dân tỉnh, phối 6 chính phủ, ngồi tèo vạ chỉnh tròi điểm C khoản S điều khí của nghị định sổ S3 xếp hốc Pi Long Xiên xếp hốc. Khai bại nọng học sinh, mì hộ khẩu thường trú rú khu vực Sam, bản chăn khó khăn bay tèo rú bại trường trang búng S cùng đẩy hưởng chính sách. Nèm nghị định sổ S3 xếp hốc Pi Long Xiên xếp hốc của Thủ tướng Chính phủ. Khảo sim nguồn lực đầu tư, trói tèo bại trường son, tí kim tí rú, hử học sinh, S lê rú bại trường phổ thông dân tộc bán chú và trường phổ thông mì học sinh bán chú.
Văn Nhị Khi Phóc Bơn Hả, đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, hết việc rú huyện Ba Bể. Tí Phuông Mì Nhị Khi Chết Trường đẩy hưởng chính sách hưa tròi. Tứ Pi Son Song Xiên Nhị Khi Song Xiên Nhị Khi Bét. Thăng Pi Son Song Xiên Nhị Khi Bét Song Xiên Nhị Khi Nhì. Lè Nhị Khi Lý Trường. Giảm sam trường lè xạ trang búng tái ép. Quá ngòi mưa hết nèm nghị định sổ ép bá Khi Phóc và nghị quyết sổ tài hạ Khi Lý. Mưa tại vạn son của bại lườn trường, đạ mì bại dường đảng hôn sim. Sổ học sinh tả sư cùng nội pê tối sáu con. Nhờ 17 chính sách hưa tròi hử giáo dục đào tạo, trang búng bị nọng dân tộc nội cần. Nhờ quen bại nọng học sinh, mì đẩy bại dường ngài, dường đây hử son sư pê khẩn. Mái bẹn cả này, rú sổ trường son vận nhằng chập lai khó khăn khiểu thổn. Quá nảy ngành giáo dục huyện Bắc Nẵm, cả 6 ủy ban nhân dân tỉnh và huyện cần khảo xem tròi tèo vạ hết mớ bại trường son. Dự bại thình của cái cần diếu, xe tải vạ son, ép lé tói 6 bại trường phổ thông dân tộc bán chú, trường mì học sinh, tổ son. Thưa bị nọng, trang Pi Long Xiên Nhị Khiếp Nhì, tỉnh Bắc Cạn vận xẻ headline chính sách dân tộc, xe tải sung tới sổng hử bị nọng bại dân tộc xú tỷ phuông. Trang tỷ khảo sim hết nèm song đề án. Tỷ lệ đề án, hết kinh tế xã hội búng bị nọng dân tộc nội cần vạ khao bù, tứ Pi Long Xiên Nhị Khiếp Ết, thân Pi Long Xiên Sam Khiếp. Vạ đề án, hơi tròi hết bình đẳng giới, trang búng bị nọng dân tộc nội cần, tứ Pi Long Xiên Khiếp Ết, thân Pi Long Xiên Nhị Khiếp Hạ. Đề án tổng thể hết kinh tế xã hội búng bị nọng dân tộc nội cần vạ khao bù tứ Pi Song Xiên Nhị Ết thân Pi Song Xiên Sam Khiếp đã đẩy hết rú tỉnh Bắc Cạn. Mục tiêu cẩn diếu của đề án lẽ ao tỏi rồng của bị nọng rú búng đẩy hưa chói pây khẩn mưa lai thình lai dường táng căn. Nhọc vẹn ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn cơ quan thường trực hết đề án đang óc lèng hết chương trình nèm kế hoạch tạt óc. Ban dân tộc tỉnh đã pây ngòi, sáng cả bại huyện, mì kế hoạch, dòm chèn phí hết đề án, xe báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh. Ấn cả chèn phí hết bại nội dung của đề án giai đoạn tái ết, tứ Pi Song Xiên Nhị Ết, thân Pi Song Xiên Nhị Hà, lệ tỉnh Sam Xiên, Song Park Tỷ Mơn. Sổ chèn này sẽ dòm xe hết ship dự án thành phần, bao mì hưa tròi đinh rú, đinh đam chay. Hết công trình nạm sơ, quy hoạch sắp xếp, xa tí hết búng dân cư. Hưa trò hết kinh, nèm chuỗi giá trị. Hết bại công trình hạ tầng cẩn diếu, hưa tròi mửa giáo dục, vạ hết đây mửa chất lượng, nguồn nhân lực. Bảo tồn, chướng dùng văn hóa truyền thống của bị nọng dân tộc nội cần. Ngờ ngọng cạ, nảy lè dường đây dường ngài khe bị nọng dân tộc nội cần, ết lè dù búng khao pù. Bại xạ chăn khỏ của tỉnh Bắc Cạn hết kinh bay khẩn, ổn tình tờ rồng. Mưa hết bại chương trình mục tiêu rú tỷ phuông. Ngờ ngòng ái đẩy hưa tròi chèn, hết bại công trình cẩn diếu. Hưa tròi pì nọng, hết kinh, mì thu nhập, lè cẩn diếu xiên tàu. Nhọc bẹn tỷ phuông ái đẩy tỉnh, đẩy huyện, hưa tròi lai hơn thêm. Thẻ khảo quyết định sổ ép xiên chất bác ríp cầu, văn ríp rí bưa ríp Pi Song Xiên Nhị Ết của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia hết kinh tế xã hội, búng bị nọng dân tộc nội cần và khao bù, tứ Pi Song Xiên Nhị Ết, thân Pi Song Xiên Sam Khiếp, giai đoạn tài ết tứ Pi Song Xiên Nhị Ết, thân Pi Song Xiên Nhị Hà. Ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn đã cáp 6 bại đơn vị liên quan, cả khẩn ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh, mì nghị quyết mửa nguyên tắc tiêu chí, định mức ban chèn bổn chương trình mục tiêu quốc gia tứ Pi Song Xiên Nhị Ết, thân Pi Song Xiên Nhị Hà. Sai tí tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, mì kế hoạch hết chương trình, cả bại đơn vị, tổng hợp nhu cầu mửa chèn bổn của dự án. Cả này, mì lai văn bản quy định, hướng dẫn, và kế hoạch nguồn chèn bổn hết chương trình của Trung ương đang đẩy chuẩn bị ban hành. Ngay bữa mì quy định, hướng dẫn và kế hoạch nguồn bổn, ban dân tộc,
Sẽ cả khẩn ủy ban nhân dân tỉnh, ra hết đại khoái. Ban dân tộc là cơ quan thường trực, đã cả khẩn ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo và quy chế ban công tướng ngành, ra hết tướng dự án thành phần của chương trình mục tiêu. Và tứ tỷ, ban dân tộc đã tham mưu hử ủy ban nhân dân tỉnh, mì văn bản chỉ đạo ủy ban nhân dân bại huyện, cùng bệnh bại sở ngành liên quan chướng ngòi đây tướng dự án. Xe đề án khoái đẩy hết và hết đẩy đây. Lăng bừa đẩy ban dân tộc tham mưu, ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn chỉ đạo ủy ban nhân dân bại huyện, thành phố ngòi khảo bại giường mì sạn của tướng tỷ phuông, xe lược bại mô hình sản xuất thử ngám, sáng cả bại sở ban ngành, ủy ban nhân dân bại huyện, thành phố ngòi tèo danh mục bại dự án đầu tư, sắp xếp nèm thứ tự ưu tiên, tói sáu bại dự án ấn cạ sẽ hết xong trang pi song xiên nhỉ rít nhì, liều chuẩn bị thủ tục đầu tư hử khoái, mì đo bại giường cẩn diếu sai hết, lăng bừa đẩy trung ương pan chèn phí, sai tì liều mì kế hoạch sai hết bại nhiệm vụ của chương trình, nèm kế hoạch tắt óc. Đề án hưa chói hết bình đẳng giới, búng pi nọ dân tộc nội cần, tứ pi song xiên rít pét, thân pi song xiên nhỉ hả. Đẩy ban dân tộc tỉnh Bắc Cạn hết trang phỉ đã quá. Đạ và đang đẩy hết đây, mì tỏng cóp cẩn diếu, xe tảng làn bại giường, mưa bất bình đẳng giới, rú bại tỷ phuông trang tỉnh. Tiếp tục hết xe tả bay bại giường, mưa bất bình đẳng giới, rú búng pi nọ dân tộc nội cần, khảo phỉ tó nả. Giám khảo pi song xiên nhỉ rít nhì, ban dân tộc tiếp tục lược thêm bại tỷ phuông, xe hết chương trình. Sảng tì mưa khai bại bày son cạ tuyên truyền trực tiếp đẩy hết rú cơ sở. Ngờ ngòng cạ sẽ tròi cán bộ cơ sở chắc lọ, tứ tỷ lọ nghiệp vì nọ xảy can hết đây mưa bình đẳng giới, chướng trực trang lườn ím đo, hạnh phúc. Này là bại hình ảnh, rú bày tuyên truyền son cạ mưa bình đẳng giới, rú song xạ nghiên loan vạ cổ linh huyện Bắc Nẵm tỉnh Bắc Cạn, ngám đẩy ban dân tộc tỉnh hết. Dú nảy mì bại hình ảnh xe trồng lọ láng. Tứ tì tròi bì nọ chắc mửa giới. Chắc bền lừ, lè bình đẳng giới, vạ tảng làn tò tục tò cọn căn rú trang lườn. Sảng tì dòm thời gian phân tích xe chắc lọ, mưa tò tục tò cọn căn rú trang lườn. Cốc co và bại giường lóa, nhòng trang lườn, tò đá tò bép căn hết óc. Cách phân biệt mưa bạo lực gia đình, cần giao hí tờ tục cọn, to bé căn rú trang lườn. Giới thiệu nội dung chính của luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình. Đối với Nghiên Loan là cái xã đông dân mà cái trình độ nhân dân thức thì nó cũng xã Nghiên Loan mì lai cần pi nọng sằng chắc lai thình lai giường cẩn diếu khe khai bày son cạ mưa giới tảng làn tò tục tò cọn căn rú trang lườn và phối mưa luật hôn nhân gia đình lè chăn cẩn diếu tói sáu pì nọ vì rú nảy vận nhàng mì bại bày tò tục tò cọn căn lự phua mìa ao căn tọ sằng đo pi ép lè rú bại bản còn búng rung búng quây pi song xiên nhỉ rít nhì xạ cổ linh và xạ nghiên loan cú huyện Bắc Nẵm đẩy ban dân tộc tỉnh lược ra hết mô hình nèm đề án hưa chói hết mưa bình đẳng giới, dù búng pi nọ dân tộc nội cần, tứ pi sau xiên rích pét, thân pi sau xiên nhỉ hả. Và chương trình, truyền thông mưa bình đẳng giới, búng pi nọ dân tộc nội cần và khao pù, thân pi sau xiên ram rích, giai đoạn tái ép tứ pi sau xiên nhỉ ép, thân pi sau xiên nhỉ hả. Nảy lè song xạ, vận mì bại bày xá phạm, mưa bất bình đẳng giới. Nhọc bệnh mô hình, leo đẩy hết óc lai hơn thêm. Quá bại bày tuyên truyền trực tiếp, đẩy ban dân tộc hết, nắm tan cung cấp thông tin cẩn diếu, mưa giới, mưa bình đẳng giới. Bại bày tập huấn này, nhằng tuyên truyền lọng liệt, bại cá nhân, cơ quan, bại tổ chức và lọng liệt thuần thảy mọi cần, xài can hết đúng hết đây, bại chính sách, chương trình mưa bình đẳng giới và tảng làn bại bày phô mìa, táng tò tục, tò cọn căn, đá bé căn, dù búng dân tộc nội cần.
tuyên truyền mưa bình đẳng giới, chính sách pháp luật thân búng pì nọc dân tộc nội cần, lè khỏi, lèo cổ hết, tai ếch, lầu lèo cuối bền lư, khe lai cẩn chắc, ngài tình, vi phấn lai, xài lẻ pì nọc dân tộc nội cần, lầu lèo cuối lọ, khe ngài chứ, ngài chắc. Tài nhì, lâu leo tẩy này hết đây mửa kỹ năng kinh phối, trình bày. Hết bền lư, khe phối đẩy bại suy nghĩ cúa lầu, phối lọ kiến thức, khe bí nọ chắc lọ, tứ tì hết nẻm đây. Sảng song xạ cổ linh vạ nghiên loan, đẩy lược chọn trang pi song xiên nhỉ thích nhỉ. Cả này tăng tỉnh Bắc Cạn đã và đang hết sứ mô hình cúa đề án. Hưa tròi, hết mưa bình đẳng giới rú búng pi nọng dân tộc nội cần, tứ pi song xiên rít pét, thân pi song xiên nhỉ hạ, rú bại xạ, Đôn Phong, huyện Bạch Thông, xạ Hoàng Trĩ, huyện Ba Bể, xạ Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn và xạ Thanh Vận, huyện Chợ Mới. Quá hết sứ bại mô hình, giám tàu han mì đẩy lai thỉnh lai giường đảng hốt rim, nhằng cấp ủy chính quyền bại cấp và pi nọng, cùng chắc lọ, mưa bất bình đẳng giới, rú búng pi nọng dân tộc nội cần. Tảng làn bại xá phạm, mưa bình đẳng giới, phòng chồng to tục, to cọn căn, rú trang lườn. Nâng cao nhận thức cho người tròi pì nọng, rú bại tì hết mô hình, các chắc lọ, vạ son hử bại chức danh, bệnh bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng bại đoàn thể, lăng tì son cả tèo xe pì nọng chắc, hết đây nèm luật. Xây sáu pây ngòi, pây trồng, hết ngám sáu tỷ phương, đề án hưa trói hết bình đẳng giới, rú búng pì nọng dân tộc nội cần, tứ pi song xiên rít pét, thân pi song xiên nhỉ hạ. Đã hết đẩy trang pi song xiên nhỉ ếch, chảm tình, sẽ có phấn tròi tỉnh Bắc Cạn hết đây hơn thêm, mưa bình đẳng giới, rú tỷ phương. Mì dường đây dường ngày, sẽ hết kinh tế xã hội, ao tờ rồng của pì nọng, văn càng pây khẩn mắn chắn. Chào nhạc hơn. Pì nọng xương điếp, chắc cả chương trình mọi xã phường mì thỉnh của cái nâng xe khai, lè dường hết kinh đây của ngành nông nghiệp, xe hết óc đầy lai của cái, hết đây mở kinh tế xã hội. Nhòng bèn trang bại pi quả mả, chính quyền bại tỷ phuông và ngành chuyên môn cùng bèn bại hợp tác xã rú huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, đã lồng lèn tối mớ cách hết kinh, hết óc đầy lai của cái ô cốp xe khai. Mời pì nọng xài trồng lọ hơn quá phóng sự lăng nảy. Pì song xiên nhỉ khiếp ếch, trẻ san tuyết rú bản lùng mình của hợp tác xã Đồng Phúc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, lè của cái ô cốp sam sao cấp tỉnh. Nảy cùng lè ếch trang bại thỉnh trẻ của huyện Ba Bể đẩy công nhận. Trăm thì đạ quá, sảng đẩy tì phuông hưa tròi, pì nọng nằm trẻ cùng đạ khảo sim nằm vạ trăm chướng nềm công nghệ sung, khe mỉ đẩy trẻ đây, chế biến trẻ cùng đây hơn. Bại lườn pì nọng cùng lồng lèng cáp hạp, thành lập bại tổ hợp tác xe sảy căn hết thỉnh chè san tuyết lùng mình mỉ tiểng, càng vằn, càng đây. Tăng xạ, tăng bán và ngành nông nghiệp xây khảo xim hết. Tam chè của bán đạ tứ hưng nắm nhằng dùng sa lăng, nắm phun xa, xe chè tướng khoái, nắm dùng giá. Phòng nông nghiệp cả dùng lăng, lé lầu trắng dùng, bám nắm dùng bại thình xa, xe chè tướn đây, ra phun chè tướn khoái, lự phun tảng làm non ngắn kim cắt, lé bán say nắm dùng bại thình xa đấy. Cùng tổng vẹn cả chè san tuyết lùng mình, quẩy sấy ón của hợp tác xã Hoàng Huynh rú xã Khang Ninh cùng đã đẩy công nhận lé của cái ô cốp sam sao cấp tỉnh. Xe của cái nảy càng vằn càng đẩy hết đây hơn, sản dự bại thỉnh cha si máy móc, hết bao to lọ lắng. Hợp tác xã cung cáp sáu lai lườn pì nọng rú tì phuông nắm củi, xe mì đẩy củi đíp, hết củi sấy dẻo. Thăng nảy tàng huyện Ba Bể, đạ mì tề nhí khiếp của cái ô cốp. Trang thì đạ quá, ngành nông nghiệp và bại ngành liên quan xài sáu bại tì phuông, đạ khảo sim hết đây mửa son cả sáng cả pì nọng hết kim đây, hưa trói sổ chèn nâng. Xe hết bao to tem truy xuất, xe bại hợp tác xã tổ hợp tác hết ó bại thỉnh của cái ô cốp. Mì đẩy bại hưa tròi, lai hợp tác xã, đạ mì bại dường đây dường ngài, bạ lồng lèng hết kim đây hơn,
hết của cái sướng hơn, tỏng bại bao to đẩy đây nèm tiêu chuẩn. Nhọn bẹn trang bài ngồi, ban thỉnh của cái ô cốp cấp tỉnh Pichau Xiên nhì xếp ép. Lai của cái của huyện Ba Bể đã đẩy nâng cấp tứ sam sao, khẩn xí sao. Lâu nặng bó nà hai đã đẩy công nhận lẽ của cái ô cốp. Bong khói đã hử cán bộ chuyên môn, khuyến nông và trại ba, lẽ chủ nhiệm hợp tác xã, xe cáp hạp hết đây hơn thêm. Mưa thình lấu nấy xe khai, tròi lai cần chắc thân và khai đẩy lai hơn. Mưa khảo sim hưa tròi lọn liệt bại hợp tác xã hết óc của cái đây, nèm hướng hữu cơ, hết sâu đây, hưa tròi cáp hạp xa tí khai ổn tình. Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đang lồng lèng hết óc bại thình của cái đây, tròi bại hợp tác xã hết kinh ổn tình và tròi pin ọc xa đẩy chèn. Ổn tình tài sổng. Pin họng xương điếp, thân lỉn liều rú tình Bắc Cạn. Pin họng sẽ chắc thân và đẩy kiên bại thỉnh pẻng. Mị tiền hôm văn của tỷ phương này. Trang tỷ mị pẻng này. Hải pin họng thân sáu tình Bắc Cạn lỉn liều. Khảo bại bươn hua pi và quạng bươn xí bươn hà âm lịch. Pin họng sẽ đẩy kiên pẻng này của pin họng cần tài hết óc. Nảy lè thỉnh pẻng. Đã mì tiền vạ quén quẻ, trang lai pi quá mà. Mời pin ọng xài chồm lọ hơn, quá phóng sự, lăng nảy. Xe hết đáy bánh lay, lè tai ép, lèo lược đáy khấu nua ón văn. Tai nhì, lè che khấu quá cơn nâng, xe khấu ón. Lăng tì bay sát bên bưa, mà nhào hứ ón, trắng ao nhân khấu. Bẻng lầy lè thỉnh bẻng nâng, đã đẩy pin ọng cần tài búng đông bắc nước lầu hết trăng lai tới quá mà. Bài thỉnh của cái xe hết thỉnh bẻng nảy, lè sáy lầy, lọng cạ sáy mật lầy, hết lằng rú tình bại co mày trăng đông. Thỉnh bẻng nảy, đẩy hết khẩu bươn xí, bươn hà, an pi. Vì nảy, lè xì mì lai lằng lầy vạ sáy mạc đây. Đúng bèn tên lọng, của cái xe hết bẻng lầy, lê sáy ón của tua mật lầy, rú tình bại co mày trang đông. Pin ọng vận ao sáy của tua mật lầy mà, hết bền nhân pẻng. Thình pẻng nảy, đẩy hết bằng bưa khẩu nua, và ao bơ mát ngòa, mà hó. Mưa hết pẻng lè pẹn nảy, lăng bừa ao sáy lầy mà xẻo khẩn, sáu bại thình xa vị, và ốt khẩu trang nghế pẻng. Lè ao bơ mát ngòa, mà hó. Ao bơ ón hó khẩu trang và bơ ké hó rú nọc. Nắm xe bẻng mèn tả óc nọc, giá trắng ao pây xuông khẩn. Bại thỉnh của cái xe hết bẻng lầy, nắm mì lăng lai. Tỏ ái hử bẻng đây kinh, lè lèo hết mềm đúng son cả và chắc hết trắng đẩy. Nếu mà... Hải cả lâu hết nghe bẻng ón ngắm. Lè xẻ xúc khoái, tỏ hết khen quả, lè hưng trắng xúc. Cư quạng tiếng nâng, thân tiếng vốn tỏ bê, lè bèn xúc. Bèn lầy kiên bỏng, lự kiên đảng cùng đẩy, mái cạ kiên bền lử, cùng vận ón và hôm văn. Bừa kiên lè chăn hôm ón của bưa khẩu nua, hôm văn và ón của bơ mắc ngòa. Bơ mát ngòa, đẩy ao mà hó, lè bơ ón. Vừa kinh, lè kinh tẳng bơ. Kinh hăn mạt, đây hử sức lành. Xe trưởng trực mật lầy, rú bại búng đông pha của tỉnh Bắc Cạn. Vì nọng cùng bền son mửa cách, ao sái lầy bền lử, hử đây. Nắm đẩy chít bông, bại tua mật lầy. Xe mèn thai, và hưng mà sẽ nắm nhằng mì sáy, xe hết bèn. Leo trưởng trực xá mật lầy, vạ hử tê, bè óc lai. Hải ao sái lầy, lầu nắm bền dùng xa, vạ nắm bền bông chít, hết hử tua lầy thai. Bông lầu ao sái, lèo ao bền tới ké bữa con. Thư bè vạ sông đống tây nèm, hắm cáng mày lồng, giá trắng ao lằng, xe ao sái. Con vừa ao sấy lè tụp cán mày hử bại tua lầy ni óc khói lằng lấn lồng điên pây
và teo tuế khuyến mày hết làng mơ. Lê thỉnh bảnh của bí nọ bại dân tộc và bại thỉnh của cái hết bảnh lầy cùng ngài. Hải bí nọ mà thân tỉnh Bắc Cạn liền liều khảo quạng bươn xí bươn hả an pi. Lê kiên sứ bảy nâng mòn bảnh lầy. Thỉnh bảnh chăn đây kiên và mì tiền của bí nọ tì phuông Bắc Cạn. Ngắm chồng chương trình tạp chí dân tộc và phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. So chào và hẹn gặp tiếp Pinọng. Khảo bại chương trình. Bài lăng.